là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, sống chết già thêm chỗ biệt ly, trăm năm dẫu có ga gì, hai bàn tay trắng chầu thì diêm vương. Đó, quý vị thấy không? Nếu mà chúng tôi và quý vị không tu, không tu chừng khỏi cũng ngưng, mà bây giờ tu rồi, tu hiền đó, gặp cảnh vui mừng tại thai. Ấn Độ thấy không, thầy ông ba nói rõ ràng mà, thay không lấp mà để phơi khô đó, quý vị thấy không đó. Rồi thì mình không biết cái cảnh khổ như thế nào nữa, mà ông ba còn nói thêm đó không, là chúng tôi xin đọc lại đó, là thay không lấp mà để phơi khô, rồi không nước mà uống năm bô đậu nào nữa, nói đó là no chiều rồi lại đói mai đó, thấy không? Chúng sanh sắp vướng bệnh trời từ đây. Di Đà Phật, kính chào cô bác, anh chị em đồng đạo và cô bác Mạnh Thường Quân thân thương. Kính thưa cháu Ngô Cường Tiêu Huy, hôm nay thì chúng tôi cũng muốn trao gửi với hai cháu với qua đề tài là trong giáo lý của Đức Thầy, để mình gieo duyên cùng cộng đồng mạng để chia sẻ cho cái sự tu tập của chính mình trong thời gian vừa qua. Kính thưa với quý vị, thì trong cái thời gian mà Đức Thầy của chúng tôi đã truyền lại cái giáo pháp học Phật tu nhân, thì tất cả mọi người đồng đạo chúng ta đã thấy được và nghe được rất nhiều. Nhưng mà với cái sự thức tỉnh thì nói thật với quý vị thì coi như là ít dữ lắm, vì thì Đức Thầy đã có than rồi: 100 mới đặng ối thôi 10 người trong việc tu tập của đồng đạo quá xa xúc. Vì thế mà Đức Thầy vào năm 1939, chúng tôi nhớ lại lời Đức Thầy kêu gọi đó, là Đức Thầy nói khi mà Đức Thầy ra sám giảng quyển thứ hai đó, Đức Thầy có nói một câu là khổ với thảm ngày nay có mấy. Thì bây giờ chúng tôi và quý vị chúng ta hãy là quay lại ngược dòng lịch sử từ đây cho đến khi Đức Thầy đã truyền đạo thì như thế nào. Tại vì thời gian đó đã khổ ít rồi, quý vị biết sao khổ ít không? Là tại vì đất nước chúng ta cũng yên bình, và sự sống của cô bác chúng ta cũng chật vật, mà nó cũng không có chật vật nhiều hơn. Rồi đối với tất cả những cái sự là sinh hoạt hàng ngày, nó cũng rất là có một cái phương hướng để vừa có tạo thành những cái là tu tập trong tâm của chính mình. Quý vị biết đó, thời gian nó khổ đó, ít. Tại sao mình thấy khổ ít là gì? Là tại vì khi đất nước Việt Nam của chúng ta là bị sự đô hộ của người Pháp mà thôi. Rồi hôm nay đó, Đức Thầy đã xác nhận từ đó đến hôm nay, quý vị thấy là 80 mấy năm vừa qua, thì sự là tu tập của đồng đạo của chúng ta và quý vị rất để làm, có nhiều khi bị gì cái danh, cái lợi và cái tình đó ảnh hưởng cho cái sự sống của trong cái thời đại văn minh này, mà Đức Thầy đã than. Chúng tôi xin đọc lại đó, Đức Thầy nói khổ với thảm ngày nay có mấy. Đó, quý vị thấy không, thổ ngày xưa không có mấy, chỉ có là chiến tranh của là đế quốc rồi đàn áp nhân dân, chúng ta nghèo khổ mà thôi. Rồi đến hôm nay quý vị thấy đó, đã đến cái thời kỳ khổ của nhân loại chúng sinh trong thời mạt pháp rồi. Đức Thầy nói là đến mà ngày khổ với thảm ngày nay có mấy, đến mai sau dòm thấy bay hồn. Bây giờ quý vị thấy bay hồn không? Cũng như bây giờ mình thấy đó, bây giờ có rồi mình mới nói đó, vừa qua mình mới nói thôi. Cũng như bây giờ thì quý vị thấy hồi năm 2020 đến giờ đó, bệnh dịch Covid đã đi qua rồi, nước của Trung Quốc, Mỹ và các nước trên thế giới đều có những cái sự là chết chóc rất nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy cái đó, tưởng đâu là nó như vậy là nó cũng đem lại cái sự hạnh phúc chung cho là các nước trên thế giới cũng bệnh dịch ít mà thôi. Mà không ngờ hôm nay vào 2021, quý vị thấy là Ấn Độ, thấy không? Thầy ông ba nói rõ ràng mà, thay không lấp mà để phơi khô đó, quý vị thấy không? Đó, rồi thì mình không biết cái cảnh khổ như thế nào nữa, mà ông ba còn nói thêm đó là chúng tôi xin đọc lại đó, là
hay thay không lấp mà để phơi khô, rồi không nước mà uống Nam Mô đạo nào nữa. Bây giờ quý vị thấy như ở bên Ấn Độ giờ niệm Phật được không? Niệm Phật hết được rồi đó quý vị. Đó, chỉ có Việt Nam chúng tôi và quý vị thấy rất vui lòng. Đó, vì chúng ta đã thấy rằng Việt Nam chúng ta rất là giàu có. Hôm nay mỗi ngày bệnh dịch càng tăng, nhưng mà sự là quyết tâm của chính phủ rất lấy làm trân trọng. Vì đó là miễn có chỗ nào bệnh dịch là chỗ đó được khoanh vùng. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái là tư tưởng và sự là hy sinh, sự nỗ lực của chính quyền ở địa phương, đó, nói chung địa phương thôi, là nói nặng nhất là chính phủ đã ngày đêm là trăn trở, là muốn làm sao để cho bệnh dịch dời đi, để cho người dân là khỏi khổ. Mà trong đây chúng tôi nhớ lại thầy nói tu cầu qua khỏi nạn tai, đó quý vị thấy không? Mình phải gắng mới được, phải ráng tu. Thấy khổ của bên các nước trên thế giới rồi thì ở hôm nay Việt Nam của chúng ta đó là người tín đồ của đạo Phật nói chung, là các tôn giáo của chúng ta luôn, phải cố gắng cầu kinh niệm Phật để làm thế nào cho dời đi cái phần đau khổ của nhân loại. Vì nhân loại đã khổ rồi thì chúng tôi và quý vị cũng phải khổ nữa. Vì người xưa có nói mà, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, rồi cái người mà không bệnh cũng khổ mà cái người có bệnh nó cũng khổ luôn. Đó, vì thế mà chúng tôi và quý vị hôm nay nhận được rồi thì chúng ta ráng tu. Ráng tu như thế nào quý vị? Tu của thầy nói đó, ráng tu nghe để mà chúng ta thống sống được, lướt qua những cái sự khó khăn này. Tu cầu chống hết bệnh đau, thấy không? Đó, rồi mình là gắng làm sao tu cho là cái là sự chiến tranh của thế giới được dời đi một phần nào, là tất cả các người là các nước trên thế giới đều thấy thương nhân loại, thương sự chết chóc của nhân loại chúng sinh, bớt đi cái sự là chiến tranh đi, để chia sẻ cho nhau những sự hạnh phúc cho nhau. Tôi nói thật chứ quý vị đó, có những bữa mà tôi coi là tin tức đó, tôi mới thấy rằng chú là phó thủ tướng Vũ Đức Đam đó, tôi thấy rất lấy làm thương xót và vô cùng là mừng vui, là tại vì nước Việt Nam của chúng ta được một vị là phó thủ tướng có một cái tâm đạo. Thì tôi nói đây mà quý vị có đồng thuận thì không đồng thuận, còn không thì thôi, chứ thì quý vị cũng đừng trách tôi. Thì tôi thấy là những sự trằn trọc, những sự là đi đứng hoặc là những sự là chăm sóc cho bệnh nhân trên toàn quốc của Việt Nam mình đó, thì thấy chú Vũ Đức Đam quá thật là khổ sở. Mà chính tôi nữa có cái tâm niệm cũng thì thầm với cô một số cô bác trong cái xã nhà của mình, nói chắc là chú phó thủ tướng này chắc là một là vị Bồ Tát nhỏ nhỏ nào đây đã xuống thế gian này để trợ duyên cho là thủ tướng chính phủ để làm thế nào để cầu nguyện cho là bệnh dịch đó là được mau qua, để cho dân dân được hết khổ. Thì vì cái clip đó tôi thấy đó là trong đó là không phải mình chú Vũ Đức Đam mà có luôn cả một tăng đàn của một cái chùa nào đó ở ngoài Huế đó là đứng lên để cầu an. Tôi thấy như vậy đó, quý vị thấy đó, đã một thủ tướng chính phủ đó mà còn phải đem cái tâm của chính mình để ra mà cầu an cho đất nước được hòa bình, quốc dân an lạc, nhà nhà ấm no. Và đức thầy của chúng tôi cũng vậy thôi quý vị, đức thầy mình đi cũng vậy thôi. Đức thầy nói như thế nào? Tu cầu chống hết binh đao, cứu dân qua khỏi nạn tai là thở này, quý vị thấy không? Mà còn tại sao anh em mình bây giờ đó ở miền Tây nước Việt nè, chúng ta đâu có khổ như các nước trên thế giới, mà chúng ta có tu hay không nè, thời gian này chúng ta mới cố gắng đang cố gắng nè, ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng làm lành. Nếu có tiền của thì chúng ta đem để mà hùng vốn với là chánh quyền để mà làm thế nào xoa đi những khổ đau của là đồng bào và nhân loại, để chúng tôi và quý vị được đồng hành, để chúng tôi và quý vị có thể là đền lại cái ân là đất nước. Mà chính là mình là người Việt Nam với nhau, mình thấy khổ khó ở miền Trung, khổ khó những cái chỗ bệnh dịch mà mình có đem lại cái phúc lợi gì đó, thì mình phải cố gắng. Vì thầy đã nói rồi, mau mau kiếp kiếp chân cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Bây giờ chúng ta vui khỏe phải không quý vị? Chúng ta thấy chúng ta vui, chúng ta khỏe, chúng ta có cái chỗ nó ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ,
chúng ta được lạc quan tất cả những gì mà trong tâm của chính mình đã làm được. Thì hôm nay thôi gắng nghe lời thầy dạy đi, nó chỉ có lập thân của thời gian này mà thôi, chứ để khi mà mai kia mốt nọ tuổi già của chúng tôi và quý vị đã đến hồi kết cuộc rồi, thì chúng ta tôi và quý vị còn tu nữa được hay không? Cho nên Đức Thầy có nói đó là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Mà Đức Thầy thấy, quý vị thấy đó là cái lời này là Đức Thầy nói hồi năm 1939 nè, hay là 40, hay là nè, lâu lắm lâu rồi. Mà đồng đạo chúng ta có thật thương Thầy hay là không thương Thầy? Nếu thương Thầy thì chúng ta ráng mà tu, tu hiền, tu rèn tâm trí nhu mì, rồi tu hiền, tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho ba tánh máu hồng bớt rơ. Quý vị ơi, khổ lắm. Vì chúng tôi nói thật quý vị, tuy không có đi đó đi đây, nhưng mà mình coi trên cái tivi đó, quý vị thấy không? Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Đó, Đức Thầy nói rõ ràng. Ha. Khổ á. Ở trên thế giới này khổ dữ lắm rồi. Thì thôi, biết đâu đất nước chúng ta hôm nay được thanh bình đó là gì? Đó là nhờ cái hồng phúc. Đó, hồng phúc của là chính phủ, hồng phúc của là chư Phật, chư Bồ Tát đem lại cái nguồn hạnh lạc cho toàn thể nhân sinh, mà trong đó có cộng đồng của chúng tôi và quý vị đều ăn chay niệm Phật làm lành. Đó, Đức Thầy đã khuyên rồi, Đức Thầy đã nói rồi, Đức Thầy đã chỉ bảo cho chúng ta rồi hết tất cả những gì mà chúng tôi và quý vị phải cố gắng làm. Đó. Tu như thế nào để bảo vệ chánh pháp, tu như thế nào để chúng ta đem lại cái đức tin của chính mình mạnh mẽ hơn, và tu như thế nào để chúng ta bồi đắp lại công ơn mà Đức Thầy đã dày công khổ luyện 80 mấy năm qua, đã hy sinh vì ai? Đức Thầy vì nhân loại, vì chủng tộc, vì chúng sanh, và trong đó có đồng đạo ở miền Nam nước Việt của chính mình. Vậy thì hôm nay tôi chỉ lặp lại những gì trong giáo lý Đức Thầy, và chúng tôi đọc lại những gì trong giáo lý mà Đức Thầy đã kêu gọi cho đồng đạo chúng ta phải cố gắng mà tu. Vì gì người nói đó là hãy ráng làm thế nào để tu cầu. Đó, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, rồi quốc dương thị thổ chiều mơi phản hồi, tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen quý vị. Nếu chúng tôi và quý vị có một niềm tin, một sức sống mãnh liệt, có một cái sự là nhu cầu cho cái thân tâm của chính mình thôi. Vì thầy nói sao? Ráng mà tu để là chúng ta nhờ được cái thân sao của chính mình. Đó. Mà hơn nữa Đức Thầy đã nói rồi, quý vị nên cố gắng đi. Trong giáo lý Đức Thầy đã có nói đó là cứu lương hiền, chẳng cứu người hung. Miễn là người nào có được cái tâm lành, có được cái thiện nguyện, có sự hy sinh bảo vệ chánh pháp của Đức Thầy, có giữ gìn được giới lực, thì tôi tin chắc rằng lời nói Thầy không sai dịch đâu quý vị. Vì ở đây Đức Thầy nói đó, bây giờ kẻ sở người tệ, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Đến khi nào chúng tôi và quý vị cùng sống chung một cái là sự sống trong nước Việt Nam này, dầu cho chúng ta đi đây đi đó, có là đi cho bao lâu đi nữa, xa xôi cách mấy bao nhiêu nữa, nhưng mà ngày nào chúng ta đi đâu đó chúng ta gặp mặt lại, thì đó là cái gì? Đó là niềm vui và sức sống cho cuộc đời của chính mình. Bởi vì đó là miễn anh em đồng đạo với nhau mà gặp mặt trong cái buổi hạnh ngộ đó là gì? Đó là niềm vui chung. Cho nên chúng tôi muốn làm sao cho là tôi và quý vị phải có một cái sự nhận thức rõ ràng như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này đã nói đi. Trong thời gian mà Đức Phật còn tại thế đó, quý vị biết đó là trong dòng tập của Đức Phật, khi Ngài tu rồi đó thì tất cả mọi người tu đều giác ngộ trong sự tỉnh thức, cho nên người ta mới thành Bồ Tát ở thế gian. Còn hôm nay đó, chúng tôi với quý vị cố gắng để làm thế nào bảo vệ lực chánh pháp của Đức Thầy tôn kính, và ráng nghe lời dạy của Thầy mà Thầy đã nói. Ráng nghe lời dạy của Thầy để chừng đến việc
kiếm thầy khó ra. Quý vị thấy không? Nếu mà khi hôm nay chúng tôi với quý vị còn khỏe, còn vui, còn sống, còn trao đổi, còn nhận thức, còn thấy được với nhau mà chúng ta không tu thì nó uổng. Mà không tu rồi thì quý vị thấy rõ ràng khổ dữ lắm. Tu kiếp kiếp, nếu không quá nếu không quá trễ. Nếu mà chúng ta không tu thì sau này chúng ta khó tu lắm. Cũng như đó, quý vị thấy ở xóm mình đi, có một hai cụ già mà khi mình đến nhà đó, mình tâm sự với họ đó, thì nói thôi ở nhà họ tu cũng được, rồi ra ngoài cơ sở đạo tu cũng vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy đó, khi đi đến nhà người ta mình mới thấy rằng khó lắm quý vị ơi. Ở nhà rồi đâu có biết Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào. Ở nhà biết trách móc là tại sao đời tôi khổ. Ở nhà thì đâu có ai chia sẻ cho những nỗi khổ, chịu khổ đau. Mà chính người mình đến với người bệnh đó đó, mình mới thông cảm và trao đổi cho người ta rằng chú ơi, chú nói đó cũng là đúng theo phần của chú mà thôi. Chú trách đó đúng cái phần của chú mà thôi. Chứ chú chưa nhận thức được giáo lý của Đức Thầy đâu. Vì Đức Thầy đã nói rằng con người tu ở thế gian của chính mình đó là phải biết cái luật nhân quả. Mà thật Thầy đã nói đó, lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay. Mà đồng đạo chúng tôi và quý vị có làm thẳng hay là chưa thẳng? Nếu mình quán tưởng lại, nếu chưa thẳng thì mình ráng cố gắng mà tu thân, sự kỷ cho bản thân mình. Chúng tôi có nghe một vài mẫu chuyện của Đức Thầy đã nói đó. Thì người tu đó khỏi phải cần là đem cái hình thức của chính mình để mà làm thế nào đạt được một giáo lý chân truyền đâu, mà chỉ Đức Thầy chỉ cho một ông cụ ngày xưa đã đi theo Thầy đó. Ông nói rằng, Đức Thầy nói rằng chỉ có ngồi niệm Phật và quán tưởng đó, chỉ ngồi một ngày niệm Phật và quán tưởng thì chúng ta mới thấy được cái gì mà chân thiện của đời mình. Bởi vì Đức Thầy nói tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Mà nếu chúng tôi và quý vị đó còn để cho tâm mình chao đảo, tâm mình nó đi là lung tung cũng như con khỉ mà nó chiền cây đó, thì chắc chắn là không thể nào chúng ta thấy được cái thân tâm của chính mình. Mà muốn cho thân tâm của chính mình được là giác ngộ trong sự tu tập thì quý vị nên cố gắng như lời Thầy dạy đó, là trao tâm luyện tánh cho minh, tánh kia thành kiến, thủy tình chùi lao. Quý vị thấy không? Và hơn nữa, tại sao chúng ta là tu mà được mọi người là đều là nhận thức được cái sự là thân thương của chính mình? Thì Đức Thầy có nói một câu thế này quý vị. Đức Thầy nói người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Thành ra bây giờ mình ráng đi, ráng mình tu làm sao để cho là ở địa phương mình, chính quyền mình thấy mình là một người đã có cái tâm từ thiện, rồi chính quyền ở địa phương mình thấy mình có một những cái gì để hy sinh cho xã hội, rồi tất cả mọi người chung quanh của mình thấy mình một người đã có tu hành thiện nghe lời theo Đức Thầy đã dạy. Thì mong sao cô bác và anh chị cô nên cố gắng. Vì chúng tôi ở đây đó, thì chúng tôi không thể trao đổi với quý vị ngoài giáo lý của Đức Thầy, mà chúng tôi nhớ lại câu nào xác thực với lời khuyến khích của Đức Thầy khích chúng ta tu đó, thì chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị. Vì mình chỉ có tu là mới là khỏi sự khổ đau. Vì Đức Thầy nó nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, liên đài ác lên quý vị. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không niệm Phật, rồi chúng ta tu mà chúng ta làm những cái chuyện không đâu, thì thử hỏi thì người tu có thấy được lòng mình được là vui hay là không vui? Mà được vui được rồi thì chỉ có thanh tâm, thân tâm được thanh tịnh thì mới được vui. Cũng như hồi xưa tôi có mở lên cái đoạn clip mà tôi nghe là Đức Phật nói với cậu bé Trân Châu như thế này. Hôm nay là buổi dùng cơm trưa của tôi và các con, thì các con hãy nói với các em của các con đó
chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh để dùng một bữa cơm được thanh tịnh cho thân tâm. Quý vị thấy không? Cũng như Đức Thầy dạy thôi, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Chính ngày xưa Đức Phật còn dạy người giữ trâu như thế. Mà hôm nay chúng tôi và quý vị là hãy cố gắng mà giữ vững niềm tin đi. Đức Thầy nói rồi, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Quý vị thấy không? Chính Đức Thầy còn thương xót tất cả đồng đạo nhân sinh nói chung. Luôn luôn lúc nào có một hoài bão chứ tâm linh rằng chỉ mong cầu sao cho tất cả mọi người trong nước Việt Nam nói riêng, cả thế giới nói chung, là Ngài nói ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vậy thì chúng tôi là quý vị hôm nay mình còn vui, còn sống, còn khỏe thì chúng ta là giải gì mà không cố gắng giữ gìn giới lực. Vì có giữ gìn giới lực chúng ta mới đi đến con đường cứu cánh và giải thoát. Vì có giữ gìn giới lực chúng tôi và quý vị mới đem lại sự hạnh phúc cho thân tâm của chính mình. Thấy không? Đức Thầy nói sao quý vị? Đức Thầy nói đó là đời, Đức Phật đã nói đó, đời là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, sống chết già thêm chỗ biệt ly, trăm năm dẫu có ga gì, hai bàn tay trắng chầu thì diêm dương. Đó, quý vị thấy không? Nếu mà chúng tôi và quý vị không tu thì quý vị thấy Thầy nói nếu không tu chừng khổ chú cũng ngưng rồi. Nãy Thầy nói rồi, tu ra lập đó với quý vị rồi, nếu không tu chừng khổ cũng ngưng. Mà bây giờ tu rồi thì tu hài, tu hiền đó, gặp cảnh vui mừng tại thai. Thấy không? Tại vì chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy cái sự vui của chính bản thân mình và sự vui của người kế mình và sự vui của toàn thể xã hội được hết đi cái sự đau khổ. Thì đến lúc đó chúng ta mới thấy rằng người tu Phật của chúng ta có nhiều cái niềm lạc quan và hỷ lạc hơn. Vì có hỷ lạc mới đem lại sự phúc lợi cho nhân sinh và đồng đạo. Vì cái hỷ lạc chúng ta mới nghe lời Đức Thầy đã dạy, tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Nếu đồng đạo nào mà có được tâm từ bi thì tôi tin chắc rằng một em trẻ tuổi mà có được từ bi, có thương người, có giúp đỡ lẫn nhau cho những người bệnh hoạn thôi thì chính người đó cũng là một Bồ Tát hiện thân. Đó. Chứ không phải cần chúng ta thấy Bồ Tát thật sự quý vị, mà chỉ trong mắt của chúng ta thấy những người được làm lành thì tôi tin chắc rằng đó là Bồ Tát. Vì người ta hiện thân xuống thế gian mà để làm gì? Để là giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp đỡ những sự là đau khổ của nhân loại hiện giờ đang đau khổ. Đó. Nhưng không lẽ mình đọc tới đọc lui hoài câu đó thì thấy đó. Đức Thầy nói, nhưng mà hổm tôi có trình bày với quý vị qua cái chỗ mà Đức Thầy nói đó là no chiều rồi lại đói mai đó. Nha. Chúng sanh sắp vướng bệnh trời từ đây. Có, quý vị thấy có rồi thì chúng ta nên cố gắng, là thấy rồi thì chúng ta nên cố gắng mà làm. Vì giữ vững được niềm tin đó, chúng tôi và quý vị mới nhận được trách nhiệm của chính mình để mà tu tập. Nếu không tu Đức Thầy khổ lắm. Đức Thầy đã nói nãy, chúng tôi có nói quý vị đó, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Mà chính Đức Thầy đã hoài bão một tâm niệm, nó một cái việc làm của người đã hy sinh, một vị giáo chủ mà còn phải là đem cái thân của chính mình để bồi đắp cho nền đạo được là quang vinh, đem được cái nền đạo để cho mọi người được là quý trọng. Đó. Quý vị thấy không? Việt Nam của chúng ta đó, quý vị thấy vui chưa? Từ ngày bệnh dịch cho đến hôm nay là gần suốt là hơn một năm rưỡi rồi. Mà quý vị thấy Việt Nam của chúng ta không? Vui không? Dầu cho là giải tỏa những khu nào đã bị bệnh dịch, còn chỗ nào làm ăn xuôi được thì chính phủ cũng vẫn cho mình tạo phương tiện để làm thế nào cho kinh tế xã hội của nước nhà được phát triển. Thì quý vị thấy cái đó là gì? Một ông cha
đại diện cho cả nước mà đem lại sự hạnh phúc cho mình. Thì chính mình hôm nay nha, Đức Thầy đã gì? Đức Thầy ra đi rồi. Ra đi để lại ít bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Đó. Đức Thầy ra đi rồi mà Đức Thầy còn để lại giáo pháp. Đó. Là lời cặn kẽ của Đức Thầy đã kêu gọi cho toàn thể đồng đạo chúng sanh. Đó. Đức Thầy nói biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia. Quý vị thấy không? Đã đi ra rồi, nghe không? Đó, cách chúng ta là mấy mươi năm rồi mà Ngài còn tha thiết kêu gọi để lại trong cái sấm dạng của Đức Thầy. Đó, là để làm sao cho toàn thể mọi đồng đạo chúng ta phải cố gắng để mà lo tu tập. Đó, để làm sao để mà giữ vững được cái chánh pháp của Đức Thầy. Đó, bây giờ đồng đạo chúng ta tu đi, rồi chúng ta giữ lấy giới lực nè, cho tinh nghiêm đi, rồi chúng ta mới thấy chúng ta hãnh diện không? Đức Thầy nói đó là theo lời phát nguyện của chính mọi người đó. Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói là phải người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải giữ gìn giới lực và giữ gìn chánh pháp, đừng để cho người đời phỉ báng. Người đời phỉ báng thì chính mình là một cư sĩ tại gia học Phật tu nhân, nghe Đức Thầy đã dạy, dầu gian lao, quý vị thấy rõ ràng không? Thầy nói dầu gian lao dạ sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Nếu mà chúng tôi và quý vị có một cái là tâm để hành thiện, đem lại cái phước lợi cho toàn thể nhân sinh, thì đó là cái trách nhiệm mà chúng tôi và quý vị phải cố gắng tu cầu. Đó. Vì tu cầu được rồi mình thấy nó vui quý vị. Đức Thầy nói là tu cầu cha mẹ thảnh thơi, thấy không? Quốc dương thị thổ, chiều mới phản hồi. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Nếu chúng ta tu được rồi thì chúng ta đem lại cái hạnh phúc cho toàn thể mọi người. Ta tu rồi, được rồi đó thì chúng ta thấy chúng ta mới được có một niềm vui an lạc. Cũng như bây giờ đồng đạo chúng tôi và quý vị đó, nếu mà thấy cô bác anh chị và một số là em út nào nó còn trẻ đi mà cái tâm của nó đó trở lên cái tâm thiện thôi thì quý vị thấy thấy vui không? Là tại vì cái tâm thiện đó nó mới đem lại cái sức sống cho toàn thể mọi người. Sống như thế nào để đem hạnh phúc mà người xưa thường thường người ta có chúc cái cầu đó nó đây nha. À, chúc cho chú được sống vui, sống khỏe. Để làm gì? Để là xây dựng một cái hạnh phúc cho gia đình. Sống vui, sống khỏe mới đem lại cái sức sống cho đạo. Đó, sống vui, sống khỏe thì chúng tôi và quý vị mới đem cái nền đạo chúng ta được phát triển. Đó, chính là nhà nước mà ta còn là khen ngợi cái tôn giáo Phật giáo hòa hảo mình, thấy không? Gì thấy không? Cho được 6 chữ vàng là gì? Là người tín đồ Phật giáo hòa hảo là gì? Nhận được trách nhiệm bổn phận rất là vui. Là vui là gì? Vui là vì đạo pháp, người tín đồ vì dân tộc, đem lại sức sống cho toàn thể mọi người. Thì đối với anh đồng bào và nhân loại thì chắc chắn là tôi tin tưởng rằng mọi người hành giả của tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng tôi và quý vị đều luôn luôn vui cười trong sức sống của chính mình. Là người tín đồ được khi tu cầu đó chúng ta được là làm gì quý vị? Nghe theo lời Đức Phật dạy, nếu chúng ta tu và cố gắng hành thiện, cố gắng nghe lời Đức Phật, Đức Thầy dạy thì trên chúng ta hồi hướng đó là trên đền đáp tứ đại trọng ân, dưới là hạ tế tam đồ cổ, và chúng ta quyết tu cầu cho cửu quyền thất tổ, ông bà nội ngoại sớm được siêu thăng, và cầu cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Đó là trách nhiệm chung mà mỗi người cư sĩ tại gia chúng ta phải lo báo đáp. Vì ân, trong ân mà Đức Thầy đã dạy đó, là cái ân tổ tiên là đi đứng đầu của nền tu học. Tới đó là ân tam bảo mà người tu học được đem giáo lý của Đức Thầy truyền bá khắp mọi nơi. Như lời Thầy dạy là tầm sức nhỏ còn làm nên kén,
người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng các chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đây là những lời trần tình của chúng tôi nãy giờ đã trao gửi cùng cô bác và anh chị trên mạng. Chúng tôi mong luôn luôn là có một tâm niệm với thân tâm của chính mình, nguyện cầu cho toàn thể cô bác anh chị khi lãnh hội và nghe chúng tôi trao gửi hãy ráng gấp rút để tu thân lập hạnh mà như lời Đức Thầy đã dạy. Và làm thế nào để là giữ vững được niềm tin, đừng cho nền đạo mình được một mai bị người đời sỉ nhục. Và làm thế nào cho tất cả mọi người chung quanh của mình được hạnh hưởng những điều phúc lợi chung trong cuộc sống của mọi người. Vậy trước khi chia tay, tạm biệt trong buổi hội ngộ hôm nay, chúng tôi xin chân thành nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được thanh bình, an lạc. Cầu nguyện cho nền đạo Phật giáo hòa hảo cùng tất cả tôn giáo trên thế giới được phát khai rực rỡ. Cầu nguyện cho ông bà cha mẹ cửu quyền được sớm giảng sanh về miền cực lạc. Cầu nguyện cho là ông bà cha mẹ còn tại thế được tăng long phước thọ, trí huệ phát khai. Đồng đạo của chúng tôi và quý vị đồng tinh tấn tu hành đắc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.